Ơi, con đường của sói. Bát 2.1 gặp hai lần, bát 2.2 lần nữa. Con đường của sói hiểm chỉ cuối vô. Khi chiến ra. Để chế độ điện ảnh. Giờ sao mình cũng quên mà nó cách chơi nội dung với con đường của sói. Thôi, chủ đá. Không chủ đá ném siêu hoàng lệnh nhưng hoàng lưu phải ném có tổng không quán. Ok. Con trúng tiền vàng, chủ đá sẽ khiến tiền vàng bóng trở lại. À, ok, hãy là con chủ đá. Okay. Bắn trúng, bắn sao? Hai cây rồi, có đạn rồi. Bố có đạn rồi. Gì vậy má? Hấp đạn rồi. Khó nhờ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mày trời ơi. Chết đi. Hiểu rồi, hiểu rồi chưa? Giờ khỏi thôi, phần 2. Bắn đạn nó. Thầy, dữ. Né luôn à. Nhìn lên tiếng trên là hoàn cũng tiên chiến rồi, phải làm giếng với tiên chiến. Dễ hơn là cái phần 1 nhiều. Phần 1 nó dài dài. Cái nhà tiêu diệt nó sao? Giết lẹ hơn. Quá lẹ quá nhỉ. Mướt cho ta, đi phòng đi lửa xong. Có gì khó đâu. Mày
cũng bay nha, cũng bay né tôi thấy với mình là rồi bất tử rồi, tâm tử lắm nha. Năm tỷ cũng bay à, dữ bay cứ ở giữa thôi chết luôn, dữ bay cũng như bất tử á, tìm cơ hội mình đánh ta. Ôi à, bất tử à, bắn ra nghe, bắn ra bất tử rồi chứ nha. Còn nếu chỉ quan sát mỗi lần trước khi nó bắn á, cái nòng súng nó sáng lên rồi giữ cái đó là mình né được. Xong rồi. Xong hết rồi. Chỉ một chế độ nhiều tập thôi. Ủa, tôi nhiều tập mình xong rồi. Chế độ điện ảnh. Cái ngoài sao? Gì vậy? Hết luôn à? Ừ, gửi tin nhắn là hết, không gửi tin nhắn. Xong rồi.